Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Cross. Khi mà sang tháng 6 này, chiếc xe Toyota Cross nó thay đổi khuyến mại so với cả tháng 5 em nhé. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào chi tiết. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G, bản thấp nhất của dòng xe Toyota Cross ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 755 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại sang tháng 6 này, giá bán chỉ còn với giá đang là 735 triệu thôi ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt ạ. Đây là chiếc xe phiên bản mới, là phiên bản 2023 và Vim sản xuất là cũng 2023 ạ. Với giá bán chỉ còn với giá đang là 735 triệu thôi ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 848 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì 813 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 828 triệu. Và ở Thành Hưng Minh thì là 833 triệu ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 269 triệu. Tỉnh thì đang là 234 triệu, tỉnh áp thuế 100 thì là 249 triệu và ở Thành Hưng Minh thì đang là 254 triệu ạ. Còn giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện ra sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản 1.8V ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 860 triệu. Sang đầu tháng 6 này thì đại lý chúng em đang giảm giá cho anh em là 35 triệu tiền mặt. Số còn với giá đang là 835 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản 1.8V này lăn bánh Hà Nội đang là 960 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 924 triệu. Tỉnh áp thuế 100 là 941 triệu. Và ở Thành Hưng Minh thì 943 triệu ạ. Và đây là một chiếc xe Vim sản xuất là 2023 và là phiên bản 2023 đấy ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 303 triệu ạ. Tỉnh thì đang là 266 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì là 283 triệu. Và ở Thành Hưng Minh thì đang là 285 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để em có lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Cross bản 1.8V bản hybrid, nó là bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Cross ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 955 triệu. Sang cuối tháng 6 này thì đầu tháng 6 này thì đại lý chúng em đang giảm giá cho anh em là 20 triệu tiền mặt cho chiếc xe là Vim sản xuất là 2023, phiên bản cũng là 2023 ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản hybrid này nó đang là 1 tỷ 072 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 1 tỷ 033 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 1 tỷ 052 triệu. Và ở Thành Hưng Minh thì 1 tỷ 053 triệu ạ. Còn đối trợ góp anh em trừ bỏ ra với giá đang là 335 triệu. Tỉnh thì đang là 297 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì đang là 316 triệu. Và ở Thành Hưng Minh thì là 317 triệu ạ. Ok, vậy dòng này nó giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy dòng này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để sự cập nhật về giá xe, tổng dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau, để cho anh Sơn lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem này kìa mọi người.